con nít trong xóm mà nghe thì dám bông mưa chạy theo vì sớm giao dính cả đám. Để phim đó luôn luôn sẽ hay hơn thường, thấy ngay chân trường người nhà máy cây sơn tường chạy ngay bên đường mà ai nấy và công an phường trông thấy nên giống ở cảm xúc vì trận đấu đã thật là không khoan nhường. Những người đã không sang đường uống cà phê cà pha thêm đường và đã ăn cơm kêu ra thêm sương mùi xăng thơm. Bây giờ không bằng đúc đường về gặp xe làm đàn vì phu chạy ngang qua đời có bịch bánh cần hết bạn nên vẫn mang ra mời miếng này cùng tao và mày sẽ đứng trên một hành lang xa vời. Khi còn khóc ba càng đánh máu càng ra tật xấu anh ta luôn mong muốn được đánh cháu làn da. Khi đó ai cũng xài quanh Nokia 6003 khi đó mày đem xe máy ra đò để gắn tháo dàn loa và tao đã yêu đến cả tiếng nói của nàng ta. Yeah, check it out, check it out, now freestyle.